Cảm ơn quý vị cùng quay trở lại với series Kỹ sư trăm năm chợ Huế. Thưa quý vị, Thùy Trang đang có mặt bên bờ sông Bạch Yến để về với chợ Thông, nơi chứng kiến những chặng đường thăng trầm của lịch sử, những đổi thay của vùng đất và cư dân trong những ngôi làng cổ ven sông trong gần 500 năm qua. Chợ Thông nằm trên đất làng An Ninh, cũng là nơi mua bán của những làng kề cận như Lưu Bảo, Tuyệt Dụ, Thiền Lâm hay Long Hồ. Đó đều là những ngôi làng văn vật cùng với những danh nhân và kiến trúc văn hóa nổi tiếng của Huế. Cũng bởi vậy mà sông Bạch Yến được xem là một trong những địa vực lưu trữ sinh thái và văn hóa tinh hoa của Huế. Và đồng hành cùng với Thùy Trang ngày hôm nay, xin giới thiệu nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, sông Bạch Yến hay còn gọi là sông Thông hay là sông Chợ Thông hẳn có một vai trò quan trọng trong hệ thống sông ngòi của kinh thành ở giữa Trương Huyện, đúng không ạ? Kể từ đời vua Gia Long cho đào tiếp cái đoạn hạ lưu của sông Bạch Yến thì sông Bạch Yến mới gọi là sông Thông. Và khi nó thông suốt, hạ lưu nối tiếp với sông Kẻ Vàng xuyên qua Tây Thành, Thủy Quang, thanh lọc cái dòng chảy của người Hà và nó giải quyết cái vấn đề là tiêu úng cũng như là thông thương của cư dân. Chúng ta biết là thời đó đường bộ xe cộ chưa có, cho nên cái đường thủy đi từ Sực Dụ thông qua Bạch Yến về đến sông Kẻ Vàng, về đến cái sông Cầu Hầu Bố Vinh là một cái tuyến đường thủy vô cùng quan trọng trong là giao thông và trong thương mại lưu thông phân phối của thế kỷ 19. Vâng, và trước khi chúng ta tiếp tục đến với những câu chuyện đầy thú vị khác, xin mời nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh cùng Thùy Trang vào phía bên trong chợ tham quan ngôi chợ rất là tấp nập và cùng thưởng thức một cái bữa ăn sáng đậm chất quê ở nơi đây. Chợ Thông có khá nhiều gian hàng ẩm thực với đủ món đặc sản của Huế. Người xa về nhớ nhất vẫn là bánh ướt Lưu Bảo. Từ thế kỷ 15, phụ nữ làng Lưu Bảo đã chắt chiu những sản vật đồng quê, gạo, sắn, vừng để tạo nên một món ăn nhanh, ngon và lành. Mỗi sáng, những gánh bánh từ đây tỏa đi khắp các chợ trong thành phố, đến mọi nẻo đường để làm nên đủ kiểu bánh cuốn là đặc sản của Huế ngày nay. Hiện tại thì cả các loại bánh ướt được làm bằng máy nó đã dần chiếm lĩnh thị trường, làm mất luôn cái bánh ướt truyền thống của làng Lưu Bảo. Thật ra là không phải là nó áp được, nhưng tùy nhu cầu. Nếu ta tới đặt mua ở Lưu Bảo, người ta vẫn làm cái cổ truyền cho mình. Còn nếu là làm ở chợ đáp ứng cái nhu cầu nhanh chóng thì người ta phải làm máy. Theo ông thì cái chất lượng nó khác với nhau hay không? Chất lượng có khác chứ. Cái bánh làm thủ công có cái vẻ ngon tự nhiên hơn. Còn cái bánh này nó sẽ đều. Làng Lưu Bảo là ngoài bánh ướt và bánh tráng thì có một cái nghề truyền thống mà ngày nay đã mai một. Đó là nghề khắc bảng gỗ để in lịch. Trong cái gia đình Hồ Nguyễn, tổ tiên đã từng làm là cựu phẩm, bát phẩm trong cái trí thờ khắc bảng gỗ in lịch của Vương Triều. Mà từ khi 1945, Vương Triều cáo chiếm đi rồi, thì cái nghề mà khắc bảng gỗ in lịch này không còn nữa. Cho nên bây giờ lên Lưu Bảo ta chỉ còn thấy chỉ có bánh tráng và bánh ướt mà thôi. Và một bên chị mà có thể làm được rất là nhiều loại bánh như vậy còn vất vả lắm không chị? 3 giờ sáng là mình lo dậy rồi, 5 giờ rưỡi là đi, nói chung là 6 giờ là có bán nữa đó. Cái bí quyết để mà làm cái bánh ướt này ngon là gì hả chị? Thì chỉ có nước mắm thôi, chứ còn bánh thì hàng chỉ có bột không, chứ có chí mố. Như vậy là gạo phải dẻo thì bánh nó mới ngon? Không, gạo không dẻo, gạo dẻo là làm được, như họ làm gạo xẹt, gạo đô nữa. Vậy thì phán được chấm như thế nào để ngon ạ? Đường, đường phèn, rồi là nước mắm, rồi là nấu nước sôi, cái chí cũng có bỏ lấy cân hết, chứ không qua khăn khá. Là ngay món hàng giống ngay món hết. Cái hồ gia đình mà làm bánh ướt thủ công thì nó không còn nữa đúng không? Không, không làm luôn. Một tiếng đồng hồ mà hơn cái ta bánh mà làm răng mình bên trảng mà làm răng kịp được. Ai về Lưu Bảo làm chi bánh trảng bánh ướt gắn đi gắn về. Câu ca này thì đã có từ xưa và đến bây giờ thì bánh ướt Lưu Bảo vẫn rất là nổi tiếng. Mặc dù những cái loại bánh truyền thống làm bằng thủ công thì không còn nữa. Và có dịp ghé đến vùng đất này thì đừng quên thưởng thức món bánh ướt nổi tiếng của làng Lưu Bảo. Chợ Thông nhộn nhịp từ rất sớm. Là chợ liên làng nên hàng hóa khá phong phú với gần như đầy đủ những sản vật nông thủy sản đặc trưng của những vùng đất nông nghiệp ven sông. Nói về địa lợi của những vùng đất như vậy, Lê Quý Đôn đã từng ghi lại trong Phủ Biên Tạp Lục rằng nhân dân sung sướng, có sông để lấy nước, đổ cỏ để làm ruộng, cây đã có gió bón, mưa đã có nước ngấm. Không phải dùng nhiều để sức người, nâng cải cuộc lên như hình đám mây đồng lại, hà cải cuộc xuống như hình cỏ mưa tuôn đến, hòn đất ngậm nhuần mùa mang thuận lợi, kho công thương chữa đầy thóc, dân gian không lo thiểu ăn
Ngoài cải lời canh nông, còn kiếm được cải lời ở sông bể theo nước thủy triều lên xuống, bắt tôm, kiếm cá. Chị ơi, giá của những cái loài cá đấy bạn như thế nào ạ? Cá này là còn 30 ngàn, cá này còn 25 ngàn, còn ít này là còn 15 ngàn. Lớn này thì con to thì 80 nghìn, con giỏ này thì 10 nghìn. Những cái loài cá mà chị bạn ở đấy là chị từ đánh bắt hay là sao ạ? Đấy, mình đánh bắt, mình đi làm, hai vợ chồng về mình đi bán từ 5 giờ chiều mình đi làm, 7 giờ sáng mình có chờ mặt nắng. Thường thì mình sẽ đi đánh bắt ở đâu hả chị? Chị cả đi làm xã, đến trên sông như ta, sông như mình có. Về ngã sông Hương liền có ý đủ chỗ nên mới có cả chứ mưng xung quanh đấy cả mốt. Một ngày như vậy thì cả đi đánh bắt rồi về bán thì chị thu nhập được khoảng bao nhiêu? Khí thì được 300, cột khí thì được 200, mà cột khí thì làm hẳn có, cột khí thì có được 500-700 nghìn. Em nghe là hẳn cũng thương được, nghe nên cực lắm. Nước ăn tay là một, người thật ngủ, bưng ngủ đi thì gặn lên mà làm. Đi đêm cái hôm mà trời lạnh mà phải đi làm, mới làm thì lại chết. Chị thấy cái lương khách của chợ thống bây giờ về ngày xưa nó có khác không mà chị? Ngày xưa thì chợ ít mà bữa nay là đông, người bán nhiều mà người mua. Cái gì tới hết riêng sinh sống ấy cho có nít rộng đồ vặt cho đôi là họ bạn rẻ không chờ mua hết. Thôi em cảm ơn chị nhiều, chúc chị luôn mua bay bạn đất ạ. Sông Bạch Yến ngoài sự tương hỗ cho những vận chuyển hàng hóa ngược xuôi đến chợ thông, còn là mạch nguồn bồi đắp những phù sa trù phú cho đất đai, nuôi dưỡng tâm hồn cho hàng thế hệ những doanh nhân đất Việt. Nhắc đến làng An Ninh, không thể không nhắc đến Thiền Khanh Võ Tướng Quân với khu lăng mộ có kiểu kiến trúc khá đặc biệt. Mộ táng kèm hệ thống miếu thờ. Ông là Võ Văn Kiêm, là một vị quan phục vụ qua 6 đời vua Triều Nguyễn. Từ chức sắc thấp nhất là quan thị vệ thời Hàm Nghi, thăng đến nhất phẩm ở thời Khải Định. Xuất thân là một vị quan võ, nhưng về sau Võ Văn Kiêm đổ cử nhân quan văn, nên ông được xem là một vị quan văn võ song toàn. Ông khắc họa khá rõ điều này trong khu lăng mộ hiểm khó của mình. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, ông có thể chia sẻ đôi nét về khu lăng mộ của tiền quân Võ Văn Kiêm ạ? Ngài Võ Văn Kiêm á, là gia nhập quân đội vào cuối thế kỷ 19. Trong quá trình chọn lựa viên chức năng nổ nhất ở trong cái hàng tướng lãnh thì ngài đã nổi bật là một cái người có phẩm chất và được thăng dần lên đến tiền quân đô thống phụ, trưởng phụ sự, là một trong năm cái vị võ quan lớn nhất trong cái ngũ quân đô thống của Trung Nguyễn. Sau khi về hưu đánh giá lại cuộc đời của mình thì nghĩ rằng phải để lưu lại một cái gì. Thì ông đã cho xây cái lăng mộ này là một cái nhà thờ xây dựng khi mà chủ nhân đang còn sống. Vì thế bên trong ta thấy ngoài cái khu vực lăng mộ sẽ có hệ thống điện thờ. Không chỉ thờ cho cá nhân ông mà còn thờ cho ông bà, cha mẹ và cả gia đình nữa. Có thể nói rằng trong khuôn khổ một tư nhân, mộ của ngài tiền quân này là có một cái nét độc đáo riêng ở tại Huế cũng như cả nước. Hệ thống miếu thờ của Thiền Khanh Võ Tướng Quân nằm yên bình vĩnh viễn trong khu vườn nhà xanh mướt, những hàng cây trái được bao thế hệ thay nhau chăm sóc. Đó cũng là bức tranh nhà vườn của cư dân bao đời sống ven bờ sông Bạch Yến. Đời sống mưu sinh của họ xưa nay chủ yếu vẫn là cấy lúa, trồng hoa, làm vườn, chăn nuôi và chài lưới. Chợ thông vì thế luôn ấm áp những rau quả tươi xanh từ những vườn nhà. Khoai này thì giá bán như thế nào ạ? 12 ngàn. Con thấy mẹ cũng khá là lớn tuổi rồi, thì mẹ có trồng được không hay là ai ở nhà trồng? Ông con trồng được khoai. Dạ. Con chào mẹ ạ. Cái bánh sẵn này thì mẹ bán giá bao nhiêu một cái ạ? Mẹ bán mình một xì họ 7 đồng. Họ bán 10 đồng, con mày ra mày bán cái nha. Bên đi mình măng này là đậu xanh, với là dầu, hành, muối tiêu. Còn bên đi dừa, với đường. Được thôi, chẳng phải làm được hỏa cho họ mô. Bên đi hợp tiêu chung họ ăn xanh lắm. Ăn thì chỉ dở được liền. Con nghĩ là bánh của mẹ cũng khá là nổi tiếng ở chợ này đó đúng không ạ? Chợ này mở chợ bên hoa mai là ăn rành rồi. Trường hoa mai, mâm nâu hoa mai. Việc bên đó việc có lương rồi. Ngay như vậy thì bạn được khoảng 700 thì bạn nói. Ngay quậy 500, 500 là bờ 2-300. Còn 200 cái bánh. 500 cái bánh cũng khá là nhiều. Chứ quậy ghê mệt lắm, lâu lạ luôn. Làm cả đêm, làm 2 giờ sáng là gì quậy bánh đi. Tính đến hôm nay là được mấy chục năm gắn bỏ với cái nghề làm bánh sẵn. Là, đi làm cái 12 tuổi là bánh bắp, bắp trái, bắp hồ. Rồi đến bánh sẵn thì lâu năm rồi.
mẹ làm kêu chưa bám nó vui lấy thở vất vả đều thấy hàng thoát khỏi rồi. Cũng cảm ơn những chia sẻ của mẹ rất nhiều. Mẹ ơi, hoa này một cái giá bao nhiêu tiền ạ? Có thì khoảng 8,000 rồi. Dạ. Nhỏ. Hoa này là ở nhà mình trồng hay là mẹ lấy hàng ở đâu ạ? Mình trồng, mẹ trồng luôn. Trồng nhiều không? Mấy ngàn cây vậy đó. Về trồng hoa này thì nó có vất vả lắm không ạ? Cực lắm. Tưới, xịt thuốc, tháng nữa 8,900 thì mệt. Về làng ăn đến thường thì có cái gì đặc biệt không ạ? Mình có sân ta, bưởi rồi đó. Mình chúng lại mình. Hồi lâm nha là nhiều nhất. Một trong những loài quả đặc trưng hiếm có của Huế, đôi lúc vẫn được bán ở chợ. Đó chính là quả hồng tiếng, giống cây được đại thi hào Nguyễn Du đem về sau chuyến đi sứ Trung Quốc. Cụ Nguyễn Du được vua Gia Long mời vào kinh đô Huế năm 1805, làm chức Đông Cát đại học sĩ. Sau chuyến đi sứ Trung Quốc, ông được phong làm Hữu Tham Tri Bộ Lệ. Đến đời vua Minh Mạng năm 1920, ông lại tiếp tục được cử làm cảnh sứ. Nhưng chưa kịp lên đường thì ông đột ngột qua đời và được an táng tại Huế. 4 năm sau, con cháu cụ mới cải táng ra quê hương Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, có rất nhiều giả thuyết khác nhau về điểm chôn cất của đại thi hào Nguyễn Du tại Huế. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về những giả thuyết này ạ? Giai đoạn Nguyễn Du làm con ở chùa đài vua Gia Long, ngài đã cùng với thượng thư của Bộ Lễ chỉ huy cái công tác về lễ nghi và ngoại giao của cái vương triều Gia Long. Ngài luôn luôn để tâm đến những cảnh quan của Huế, cảnh quan của chùa chiền. Có lẽ là tấm lòng của Nguyễn Du lúc này cũng là đã khá nguôi lành với công danh và ông muốn chọn một con đường trở về ẩn dật mà thôi. Và quả vậy thì đến 1820, ngài đã trở về sau một cơn bệnh dịch nó hoành hành khắp cả Thái Lan, cả Đông Nam Á. Trận dịch đó đã làm chết khoảng 600,000 người và ngài đã ra đi trong cơn đại dịch ấy. Có một ghi chép rất cụ thể ở trong giáo phả Hồ Nguyễn Tương Điền về nơi an táng của Nguyễn Du. Ngài đã được an táng tại cảnh đồng bao đá của làng An Ninh vào năm 1820. Những quan quyền hay dân thị, những giàu có hay nghèo hèn thì đều cần có chợ. Với quan niệm của người Việt Nam, khi chợ là không gian sinh hoạt giao tiếp xã hội có tổ chức thì người Trần hay thần tiên cũng có chung nhu cầu họp chợ. Có chợ nhân gian thì cũng có chợ trời. Bởi thế mà Nguyễn Khuyến đã tràn đầy xúc cảm khi đến chợ trời Hương Tích rồi viết rằng: ai đi Hương Tích chợ trời đi, chợ họp quanh năm cả bụng thì, đổi chạc người tiên cùng khách buộc, bảng buông giỏ chì lai trang gì. Yến anh chào khách nhà mây tỏa, hoa quả bày hàng điểm cỏ tre, da áo lờn tâm tiên giàu đủ, bạn mua mặc ý muộn chi chi. Gà vịt ở đây bạn giá như thế nào ạ? Có 51 ngàn. Vịt có 51 ngàn à? Con gà thì sao chị? Ừ, chị chụp là 72 loại. Yêu ngang cả nè. Mày chị? 25 ngàn thôi. Ui rè nữa hả? Đấy là con 6 bằng rè. Đồng nay bà xã là bà 1 ngàn rồi. Thịt heo đang tăng giá như vậy thì gà vịt có tăng theo không chị? Có tăng luôn. Gà cao luôn 10 ngàn. Vịt mới đẹp mắt. Cái này bạn nhiều nhưng bạn lại nữa thôi. Chị, vịt quay lu là một cái món ăn khá là nổi tiếng ở chợ này, chị có thể chia sẻ một chút về cái món vịt của mình ạ? Vịt cọp là mình quay lu là vô cùng ngon. Có vẻ như là quay băng lo thì nó nhắn hơn đúng không? Trong một tiệm thì một tiệm tự đó là chỉ vịt, nhưng mà quay lu là phải hát để vô vịt là rắc lại. Cũng là vô vịt hẳn ngon, nước vịt của hẳn là nước ăn hẳn ngon. Rồi là hẳn có cái là kết quả. Một con vịt quay lu như vậy là bạn phải giá bao nhiêu tiền ạ? 170 vịt á, tuy ngon nhưng mà ít khách cũng lắm. Có những cái món dưới kiều này toàn là của chị làm thì thế sao ạ? Mình làm được từ bạn, nhưng điều như là ở chỗ mình đây. Trong cái đấy là hàng việc làm, nhưng mà ăn thua cái tay mà có người làm á, là cái tay làm thơm, nó hơi rệt, cái tay thơm, không hơi rệt. Chắc có lẽ là đến cái dịp lễ Tết thì chị sẽ bán được những cái món này nhiều hơn. Tết là món, mấy món như là hoa chuồng, kẹp thịt cơm, kẹp thịt lê, ăn thịt lợn là còn vừa ăn. Chào, em xin cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều ạ.
Chợ Thông nằm trên đất của làng An Ninh, nhưng những tiểu thương tần tảo khi đến chợ từ nhiều làng quanh vùng Trung Du bản sơn địa này. Trong đó có làng Trúc Lâm nằm sát chợ. Cái tên của làng Trúc Lâm gợi mở một vùng bạc ngàn tre ngà chạy san sát dòng sông Bạch Yến, giữ đất khỏi những lũ lụt triền miên, giữ làng khỏi những phong ba bão tố. Tre được trồng từ thuở ngày khai canh họ Hoàng đến đây mở đất lập làng cách đây hơn 500 năm. Cùng với đó là những dựng xây của đình, chùa, miếu và chợ. Cư dân trong làng và người kẻ chờ nhớ ơn những bậc tiền nhân bằng những đại lễ hàng năm, đặc biệt là lễ cúng cô hồn hết sức nhân văn, đặc trưng, được những họ khai canh theo từ miền Bắc chọn tiệc thanh minh để tổ chức. Có thể chia sẻ về ý nghĩa cũng như là nét độc đáo của lễ cúng cô hồn của cư dân làng Trúc Lâm ạ? Cái độc đáo trong cái lễ cúng cô hồn của làng Trúc Lâm ở chỗ, mặc dù làng đã cắt cử cái người phụ trách lo việc, chuẩn bị vật thực để dâng cúng mỗi gia đình, cứ phát tâm chuẩn bị tất cả cái vật thờ, bánh trái khói sẵn từ nhà của mình rồi đem tới một cách tấp nập để dâng cúng vào cái ngày này, cho nên cái ý nghĩa cộng đồng là rất lớn. Nghĩa cử chu đáo cho người đã khuất cũng là sự an bình trong tâm thiền để cư dân lại tiếp tục với ruộng nương, đồng áng hay chờ búa. Chợ Thông đông sớm khi những người trẻ mua nhanh thức ăn cho cả ngày, rồi tất tả việc vàng, con cái. Chẳng sau khi nhận nhã với những bà, những mề, giải chợ như một niềm vui truyền làng, truyền nước. Có nhau gì ạ? Con phải ở đây là gì mà? Có mấy ao mưa nữa đúng không ạ? Có mấy cung mưa đi là học sinh đấy. Còn mấy cung đi là mấy người lao động á. Còn mấy giọng dưới giới nữa. Mà đâu mấy thẳng xuống đi này. Tại vì con thấy bây giờ người ta bán đồ máy sẵn nhiều á. Máy sẵn mà bên đi là họ dặn. Thì một cái áo mưa máy như thế này là bạn giá bao nhiêu tiền hả chị? Cả tiền vải mà cả tiền máy là một bộ là 50. Bộ đi là 70 đến 80. Vì tiền máy mình là nổi đúng 30. Còn tiền vải 50. Sắp để mua mưa rồi thì chắc là người ta máy nhiều đúng không chị? Máy nhiều. Mình ở đây máy có này. Chứ mà về giữa chỗ bảy cái lo mộ thịt heo thịt bò là hồ toàn lên lại đây này. Thì ở đây là có ai máy, chắc gì máy. Mấy người mà buôn bán đâu nữa là họ hay máy. Họ đi bằng trống là một này. Để giống như mấy người mà bằng hàng ở chợ Thống này mà họ đi về dưới bê dấu rồi lại cả về lại đồ vặt là họ máy. Như thế chợ Thống mà trước đây so với bây giờ thì nó có gì khác nhau hay không? Cái đời mà gì kêu bằng ông nội á, thì ông cổ là nói ở đây là họ kêu bằng chợ cung. Ông nội nói đi, ngang cái khúc này là sống hẳn có nữa. Có sao bây giờ dân làng là ra đa Thống lên trên chỗ hương chữ hương ăn đồ đó mà kêu bằng chờ Thống ngang đây là kêu bằng chờ Thống Thống thương đó. Con cảm ơn những chia sẻ của Di rất nhiều. Một trong những chốn tâm linh yêu thích của những cư dân kẻ chờ chính là chùa làng. Họ đến chùa để tâm hồn được tĩnh lặng, hưởng thiền sau những ngày bổ bả tiền nong, hàng hóa, giả cả. Dọc theo con sông Bạch Yến có khá nhiều ngôi cổ tự nổi tiếng của xứ Huế, được xây dựng hầu hết từ thời lập làng. Để dưỡng tôn Phật Pháp, những ngôi chùa này xưa kia đều được tiễn cúng ruộng đất Tam Bảo và các tăng ni Phật tử đều phải tự tay cày cấy, tân tảo ruộng vườn để có của ăn của để. Việc cúng ruộng đất Tam Bảo như sách xưa ghi lại, giúp cho luôn luôn thâu trữ để làm kho lẩm của thiền môn. Nhờ vậy mà tự sự, ăn, mặc, ở, thuộc men, nơi thiền môn không lúc nào thiếu hụt. Sự dựng dạng giáo pháp được lưu thông, kinh vàng thường mở đọc, trọng pháp vang rền, đèn tư rực sáng, bồ đề cây tươi tốt đẹp xinh, mưa cam lồ rải khắp trời Tây, hoa trời rơi tảng màng đủ màu, mây lành trải qua Nam Cực, lạ bội thành chương. Từ nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, sự cúng dường đất Tam Bảo xưa và việc cúng dường nhà chùa ngày nay dường như là có sự khác nhau về cách nghĩ cũng như là cách làm. Tâm lý của xã hội ngày xưa là trong sáng, cúng dường không có một cái mục đích cho cá nhân, mà cúng dường là để cho cái Phật sự nó tốt đẹp, việc nhu cầu tu tập của tăng ni nó có thể là tạm đủ. Cộng đồng làng thì thường cúng cho chùa từ 5-3 sao cho đến 1 mẫu đất.
và các bà mệnh phù quan lớn có thể cúng 5-6 mẫu ruộng, đủ chỉ dùng hương đèn lễ nghi ở trong chùa mà thôi. Còn ngày nay thì việc cũng đưa cho nhà chùa là nó quá lớn, hết sức là lạ kỳ, gần như là một cái sự mua chuộc, một sự hối lộ cái con đường về sau của các cái vị đại gia, của các cái người ứng cúng. Nó làm cho những cái người nhận cúng dường ấy họ hưởng thụ sợ đắc một cái số vốn rất lớn về tài sản cũng như về ruộng đất. Thưa quý vị, trong xã hội nông thôn Việt Nam thời phong kiến, mỗi làng xã, mỗi gia đình là một đơn vị kinh tế mang tính từ cung từ cấp, từ đáp ứng và từ thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên. Cho nên có thể thấy rằng, nơi liên hệ kinh tế, văn hóa, xã hội thường xuyên giữa các làng chính là chợ. Với môi trường như vậy, chợ làng đã góp phần củng cố mối quan hệ cộng đồng, là sợi dây cổ kết tập thể cư dân của nhiều xã trong một vùng, vượt qua những rào cản phong kiến của nền làng hà khắc. Chợ thông ra đời và tồn tại cho đến ngày nay cùng với ý nghĩa như vậy. Bên cạnh đó, chợ còn tạo sự thuần hòa giữa các làng quê ven sông Bạch Yến, là điểm giao hòa về tín ngưỡng tôn giáo của mọi cư dân làng mạc. Đó chính là những nét đẹp sẽ trường tồn cùng với thời gian. Trăm năm chợ Huế kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.